Trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh bị tác động không nhỏ từ dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp vẫn tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ chống dịch như chống giặc. Vừa thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế tại các cơ sở, vừa góp sức cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh. Song song với nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo công ăn việc làm cho hơn 1.200 cán bộ công nhân viên, công ty trách nhiệm hữu hạn Nhôm Đông Á từ thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương luôn thực hiện triệt để các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế tại cơ sở sản xuất, như kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay toàn bộ người ra vào hàng ngày, giãn cách các vị trí sản xuất và tại nhà ăn ca, không tập trung đông người và yêu cầu toàn bộ cán bộ công nhân viên đeo khẩu trang cả ngày. Không chỉ đảm bảo sức khỏe cho người lao động, công ty cũng góp một phần sức lực hỗ trợ địa phương trong công cuộc phòng chống dịch bằng những hành động cụ thể như trao tặng khẩu trang và thiết bị y tế cần thiết tới cơ sở y tế và cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn. Cụ thể, công ty đã chuyển tới Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh 10.000 bộ khẩu trang y tế, 500 bộ quần áo bảo hộ phòng dịch chuyên dụng, 500 chiếc mũ bảo hộ phòng dịch có kính chắn với tổng giá trị hơn 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, công ty cũng gửi tặng Ủy ban Nhân dân phường Tân Dân, thành phố Chí Linh 4.000 khẩu trang y tế cùng hàng trăm máy đo thân nhiệt và dung dịch sát khuẩn. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Nhôm Đông Á cho biết, đây mới chỉ là những hỗ trợ ban đầu cho công cuộc phòng chống dịch tại địa phương. Cũng như nhiều doanh nghiệp khác, công ty mong muốn đóng góp một phần sức lực vào cuộc chiến chống COVID-19. Công ty tin tưởng rằng với quyết định chính xác, kịp thời của chính phủ cùng sự quyết tâm của toàn xã hội, chúng ta chắc chắn sẽ đẩy lùi được dịch bệnh. Nhận thức rõ trách nhiệm trong cuộc chiến chống COVID-19 hiện nay, nhiều người dân và doanh nghiệp bằng những hành động cụ thể đang góp phần cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh.